Các bác hôm nay thì tiện một đơn hàng, một cái bác khách quen, bác có qua cửa hàng và bác có tham khảo một số những cái dòng vang, và cuối cùng thì bác ấy đã lấy cái con SV88 hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio. Thì với cái sản phẩm này thì bên em thì có hai màu các bác nhé, màu đen và màu trắng. Ở đây thì thợ kỹ thuật của bên em thì đang lắp. Thì đặc biệt là với cái con này thì cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có một loạt những cái đèn nháy equalizer với những cái giải âm. Thì khi mà các bác bật lên thì nó sẽ nháy theo nhạc và nhìn trông nó rất là vui mắt và nhìn trông rất là đẹp, thẩm mỹ rất cao. Đây em sẽ quay cái mặt trước đây, các bác sẽ thấy có hai màu, màu đen và màu trắng ở đây, đến từ thương hiệu là PS Audio. Thì cái dòng vang này là, nhắc lại là cái dòng vang chính hãng các bác nhá. Em nhấn mạnh với các bác là chính hãng, tại sao em cứ phải nhấn mạnh là chính hãng? Vì trên thị trường Việt Nam ấy thì có cái vấn nạn là hàng nhái, có nghĩa là cùng một cái kiểu dáng, cùng một model, cùng một cái hình thức nhưng mà nó sẽ có hàng chính hãng và hàng nhái. Thì khi mà các bác mua thì các bác hãy lựa chọn những cái cơ sở uy tín để mua đúng cái hàng chính hãng, thì chúng ta sẽ được một cái chất lượng hàng cũng như là cái chất âm là hay nhất, độ bền là cao nhất, cũng như là cái chế độ bảo hành về sau là an tâm nhất. Thì ở đây thì bác khách đã lấy cái con màu đen. Thì ở đây thì cái con này là con đời cao và nó có đầy đủ tất cả những cái chế độ, ví dụ như là có giải mã tín hiệu quang học để các bác cắm một cái dây dây tín hiệu duy nhất từ trên tivi đời cao vào cái con vang này, và có hệ thống giải mã bên trong thì nghe các đường tiếng quang học thì tiếng nó rất hay. Và có chế độ thứ hai cũng rất là tiện là chúng ta có thể là giao tiếp với cả điện thoại hoặc là máy tính bảng qua chế độ Bluetooth không dây, giao tiếp không dây với điện thoại và máy tính bảng, và chúng ta cũng có thể là có USB để chúng ta đọc những cái nhạc ở USB cũng rất là tiện, copy những cái bài hát hay vào USB để chúng ta nghe. Và con này thì cái tiếng mic của nó có hệ thống mà chống rú rít mic, thành ra chúng ta sẽ tăng cái chiết áp của mic lên, độ nhạy rất là cao nhưng mà nó không bị rít mic. Ở đây em sẽ bật cho các bác là cái phần một cái bài nhạc để các bác nghe thử ở trên hệ thống này. Ở đây các bác sẽ để ý cho em, thứ nhất là vừa nghe về nhạc và thứ hai nữa là để ý ở cái phần đèn nháy này cực kỳ đẹp mắt luôn ạ. Và các bác lưu ý đặc biệt ở đây là ở chế độ là âm thanh mộc, chưa căn chỉnh bất kỳ một cái gì cả. Các bác để tất cả những cái chiết áp này để 12 giờ hết các bác nhé, chưa căn chỉnh cái gì cả. Ở đây có một cái chiết áp em sẽ vặn về 12 giờ tiếp ạ. Đây em sẽ vặn lốt cái chiết áp này về 12 giờ này. Đây các bác sẽ nhìn một loạt tất cả những cái chiết áp 12 giờ hết nhé. Có nghĩa là chế độ âm thanh mộc của con vang. Và với chế độ âm thanh mộc của con vang mà các bác nghe mà đã thấy luột là rồi, thì khi mà chúng ta chỉnh thêm, căn chỉnh thêm thì rõ ràng âm thanh nó sẽ còn mượt hơn rất là nhiều. Đây các bác nghe cái phần âm thanh ạ. Đây em sẽ vặn cái âm lượng thôi nhé, chỉ lút to nhỏ thôi. Các bác nghe một đoạn nhạc thôi thì với cái chế độ âm thanh mộc nhưng mà các bác nghe cái tiếng bass rất là chắc, rất là lực, rất là sâu, và cái tiếng trung và tiếng chép thì nghe rất là sáng tiếng và rõ tiếng. Thì ở đây thì em thu bằng điện thoại chứ còn nếu mà thực tế ở cái không gian thực tế này nghe, các bác nghe còn rất là đã tai hơn rất là nhiều. Đấy là cái phần tiếng nhạc. Và em sẽ thử tiếp cho các bác cái tiếng mic. Tiếng mic ở đây thì em sẽ sử dụng ngay một cái mic có dây để em thử cho nó nhanh, thì đỡ phải lắp một cái bộ mic không dây. Thì tiếng mic ở đây thì em cũng để chế độ âm thanh mộc, không căn chỉnh cái gì cả, và chỉ sử dụng cái chiết áp chính, đó là chiết áp âm lượng và chiết áp hiệu ứng. Hiệu ứng thì em cũng để ở 12 giờ, hiệu ứng tổng 12 giờ các bác nhé. Và âm lượng thì em sẽ để chế độ vừa phải. Ở đây em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic ở chế độ đây là 12 giờ nhá, trung bình này, và âm lượng ở đây thì âm lượng vừa phải. Âm lượng thì các bác sẽ tùy vào từng loại mic thì các bác sẽ vừa phải. Ví dụ ở đây em sẽ vặn là tầm khoảng 10 giờ đi, 11 giờ đi. Ở đây các bác nhá. 6 7 1 2. Đây tiếng rất là rõ các bác nhá.